Xin chào các bạn, mình là Bùi Quang Cường. Có một cái vấn đề rất là nhỏ trên Facebook, mình nghĩ rằng ai cũng biết, nhưng mà mình nhận thấy rằng là rất nhiều bạn nhắn tin, inbox, thậm chí gọi điện cho mình hỏi là bây giờ phải làm như thế nào. Thì là như sau, có bạn thì trước đây bạn ấy dùng số điện thoại để đăng nhập vào trên Facebook, và bây giờ bạn ấy không biết cách nào để thêm địa chỉ email vào đấy được. Rồi có một số bạn thì trước là dùng cái email Yahoo, và bây giờ bạn ấy không dùng nữa, bạn ấy muốn đổi một email khác, thì làm như thế nào? Thì cách rất rất là đơn giản như sau. Để mà thêm số điện thoại email vào trên Facebook để chúng ta có thể đăng nhập bằng hình thức khác, hoặc là chúng ta có thể là khôi phục khi chúng ta bị mất mật khẩu là như sau. Đây đây là giao diện desktop các bạn, và cái nút sổ xuống ở đây đó, chúng ta kích vào nút cài đặt setting. Rồi trong cái phần thông tin liên hệ này, contact này, các bạn kích vào nút edit. Và sau đó thì chúng ta kích vào nút là thêm email hoặc số điện thoại. Đấy. Thì chúng ta chỉ cần gõ thêm email của chúng ta đây, và chúng ta ép vào. Và chúng ta muốn thêm số điện thoại, chúng ta kích vào đây, chúng ta thêm số điện thoại vào đây. Đấy. Và chúng ta continue. Như vậy là chúng ta đã thêm email và số điện thoại vào trong cái Facebook của bạn. Và nếu mà có vấn đề gì thì chúng ta có thể dùng email, số điện thoại đấy để khôi phục lại mật khẩu của Facebook. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi.